ông kia là mày đang đâu ấy? Em đang ở nhà. Nhà cái đầu về lên văn phòng tìm của anh xem có ba lô để quên ở văn phòng không? Xem cứ bình tĩnh nói chậm thôi. Bình tĩnh cái gì? Bây giờ anh vừa mất cái ba lô mà cả tí đầu nó lại một đống cái điện thoại tao chuẩn bị đi Hồ Chí Minh bây giờ này. Sao sếp không dùng file iPhone tìm lại điện thoại? Thế mày nghĩ tao lấy cái gì gọi cho mày bằng iPhone chứ gì nữa? Mà trong cái ba lô đó không có iPhone nào cả. Qua lắp cho sếp cái Apple ta cái ổ khóa, cái đấy tìm được. Em tìm cái nhắn địa chỉ đấy nhá. Thấy chưa? Ở đâu? Hôm qua sếp đi hát karaoke không chủ em à? Đi hát karaoke lúc nào? Rõ ràng này là địa chỉ, vị trí ở tận số 1 tận dừa này. Không được có điêu. À, ba lô hôm qua cho anh Phong mượn đấy mà. Sếp nhanh mà lấy ba lô nhá. Quá. Rồi. Thưa các bạn, mình đã lấy được cái ba lô rồi đây. Thì thưa mọi người, nếu chưa biết thì video là được mình quay ngay cái lúc mà trước khi mình đi Sài Gòn để livestream sự kiện iPhone 12. Bởi vậy nên mà khi mình đi công tác mình chỉ đơn giản thế này. Đây, mình đang còn cái thẻ tác của Bamboo, thẻ ưu tiên. Và mình chỉ mang một chiếc ba lô gọn gàng trong này, như là quần áo thì không phải khóa. Nhưng riêng cái ngăn ở giữa là mình phải khóa lại. Bởi vì sao? Các bạn sẽ nhìn thấy là có một chiếc khóa của Apota. Bởi vì trong này mình để rất nhiều điện thoại các thứ, mình sẽ mở ra cho mọi người xem. Đây là một chiếc khóa trông rất bình thường, nhưng nó không có ổ cắm mà chỉ có một cổng cắm sạc là micro USB. Và trên sẽ có đèn tín hiệu báo màu xanh, tức nghĩa là vẫn đang còn pin. Mình chỉ việc đặt ngón tay vào là lập tức nó sẽ mở ra như thế này. Đấy, và anh em thấy là bên trong ba lô mình, tại sao mình phải đau đầu đi tìm? Bởi vì trong này nhá, mình sẽ có một chiếc Pixel 4XL, mình có một chiếc Galaxy Note 20 Ultra, kẹo cao su, sạc nhanh iPhone, cáp thu âm này, rồi mình sẽ có ví, sau đó mình có chìa khóa nhà trên căn nhà trị giá khoảng 40 tỷ đồng, sau đó mình có vé máy bay, không có vé máy bay làm sao mà đi được. Nói tóm gọn lại là chiếc khóa này để cứu cho mình cái vụ hát karaoke say quá ngày hôm qua mà mình đã quên ở lại. Thế thì liệu nó có đáng mua hay không? Câu trả lời là có, nhưng mà bao nhiêu tiền thì các bạn cần phải xem video review ngày hôm nay. Rồi, đây là sản phẩm có tên là khóa thông minh AM2 đến từ thương hiệu Apota Home, thì các bạn chắc không còn lạ nữa. Thực ra bên rất nhiều các cái website và các diễn đàn lớn đã review. Khóa vân tay này nằm trong cái hệ sinh thái của Apota, tuy nhiên thì đánh giá của mình nó không phải sản phẩm quá mới, bởi vì bản thân các đơn vị khác đã từng làm ra cái khóa này rồi và mình đã thấy rất là lâu. Mình sẽ để link mô tả xuống dưới để anh em tham khảo cụ thể về giá bán và các chương trình của nó. Cái thiết kế bên ngoài thì trông rất là đơn giản, chả khác gì mấy cái khóa bình thường. Các bạn thấy nó rất nhỏ gọn và rất là nhẹ. Có phần cảm biến vân tay ở phía trước, nó là một chạm giống như kiểu là cái điện thoại mà các bạn hay sử dụng á. Và chất liệu thép không gỉ để giúp cho các bạn thì giữ được độ bền đẹp, không bị oxy hóa khi mưa. Và bởi vậy nên kể cả là các bạn lưu ý nó có khả năng kháng nước. Tuy nhiên thì không phải là IP68 làm gì cả, nhưng các bạn thấy là cổng sạc không cần phải che đậy, nên các bạn đi trời mưa hay các bạn vô tình làm rơi xuống cũng không sao. Bây giờ mình sẽ nói về cái phần chốt khóa này, là một cái thiết kế khá là đặc biệt. Tức nghĩa là các bạn thấy là khi mà chúng ta mở lên á, thì cái khóa này nó chỉ có một phần nhô, nó không phải là xoay 360 độ những cái khóa khác. Thì theo như bên đó chia sẻ thì cái việc mà không thể xoay được thì giúp cho nó một cái kết cấu nó bền bỉ hơn, thì giúp cho các bạn thì khóa được giữ chặt và sau thời gian sử dụng lâu dài. Tuy nhiên thì lưu ý cho mình là khi bạn ấn xuống nhá, các bạn nhìn thấy không, còn 1-2 giây nó có một cái tiếng kêu tít tít thì chứng tỏ là nó đã khóa rồi. Cái này thì vừa đủ cho mình để có thể mà kiểu khóa mấy cái kiểu cái ba lô hay là vali của mình thì có thể khóa được. Nhưng nó cũng sinh ra một cái vấn đề, nếu mà các bạn khóa những cái gì mà có kích thước quá nhỏ hoặc là gần sát nhau như kiểu là ổ khóa ở nhà, thì không phải cái cửa nào các bạn có thể khóa bằng cái này được. Nhưng mà không sao, cái này được hướng tới là các cái ba lô hay những cái vật mà có thể di chuyển liên tục cơ. Đã là ổ khóa thông minh thì nó có thể kết nối Bluetooth được. Và hiện tại mình đang có một chiếc iPhone, mà các bạn nên dùng cái Android thì mình thấy là ngon hơn về cái app này. Giao diện của nó khá là trực quan, hoàn toàn có tiếng Việt, dễ sử dụng, bởi vì Apota là của người Việt chúng ta làm. Thứ nhất là các bạn sẽ có cái tính năng thường xuyên sử dụng, đó là cảm biến vân tay. Ở đây mọi người có thể thêm, đấy, các bạn thấy là chúng ta thêm vân tay vào tối đa 4 cái cho một chủ và một chìa khóa. Và nó gần như kiểu là thêm ở trên iPhone. Nó có thể tạo tới 5 chìa cho 5 người và lưu được tối đa là 20 vân tay. Thực sự khá là nhiều. Và bởi vậy nên các bạn thể để cho mẹ hay là anh trai hay kể cả là vợ mình mở cũng được. Và mình ở đây thêm thì khoảng 3 ngón tay thôi. Về độ nhạy thì thực sự là mình thấy nó cũng khá là nhanh, nhưng mà cái độ ổn định thì lại mình không chắc lắm. Tức nghĩa là với kiên vào đây. Đấy, kiên thì chạm một phát được luôn, nhưng mà có thể là do vân tay của mình nãy giờ bị ra mồ hôi, thì mình cái tỷ lệ chạm của mình 10 cái thì được khoảng 6 đến 7 lần thôi, nó không đảm bảo 100%, nhưng tốc độ của nó chỉ khoảng là 0,5 giây. Và bởi vậy nên nếu bạn nào mà thấy vân tay không nhạy thì các bạn phải chịu khó lau cái bề mặt này đi, hoặc là lau ngón tay của mọi người. Như thế là nó vẫn sẽ kém hơn so với độ nhạy ở trên cái chiếc điện thoại mà các bạn đang sử dụng hàng ngày. Về tính năng thì mình rất thích là cái việc đôi lúc là ba lô mình để quên, thì ngay cả trong quán hát mà kể cả to lắm, các bạn chỉ việc bấm cái nút này, đó,
khoảng cách khóa của nó sẽ báo ngay cho chúng ta là trên cái điện thoại này đang là bao nhiêu, và nó sẽ nháy đèn và cũng như là sẽ kêu. Tuy nhiên âm thanh kia không to lắm, các bạn phải để sát tai mới nghe được. Cái nữa là nó còn tính năng gọi là cảnh báo thất lạc đồ. Thì cái tính năng này sẽ cho phép các bạn là đi quá 3 mét thì tự động điện thoại sẽ phát tín hiệu để báo cho các bạn là đã quên. Do hôm qua hát karaoke là thằng Kiên là người đã cài cái khóa này, điện thoại mình là chưa cài nên thành ra nó không kêu, khá là chí mạng. Và bởi vậy nên các bạn đi ra cà phê nhiều lúc các bạn vội quá, các bạn đứng dậy thì yên tâm là cái này sẽ báo để chúng ta đề phòng đã bỏ quên nó. Đấy, mất cả ba lô thì sao, có người vừa hỏi. Thì cái tính năng quan trọng của cái này đó chính là khả năng định vị. Với tính năng định vị thì lập tức ở trên cái chiếc điện thoại chúng ta sẽ giống như Find My iPhone, nó sẽ cho thấy là bản đồ đang ở đâu và có cả lịch sử trong cái quá trình mà nó đang lưu trữ lại. Đây là app lưu trong nhiều khung giờ, tuy nhiên sẽ tốn pin hơn một chút, nhưng trách nhiều như vậy thì các bạn sẽ biết được cái thời gian chính xác hơn. Thậm chí cái này có thể là một cái công cụ để các bạn lắp cho trẻ con nhà mình nó đi học xem nó đang ở đâu, hay là vợ chồng bạn có thể lắp cho nhau cũng được luôn. Mình nghĩ đây là tính năng rất tuyệt vời. Mỗi tội nó không có sim, nên thành ra là trong trường hợp mà mất sóng kết nối với điện thoại thì nó sẽ không còn lưu trữ được. Nên trong tương lai hy vọng sẽ tích hợp cả eSIM với thứ thì ngon lành cành đào luôn. Và nói kỹ một chút nữa là nó có tính năng gọi là chia sẻ chìa khóa, là các bạn thì mở hai tùy chọn. Thứ nhất là khóa dùng một lần, tức nghĩa các bạn chỉ cho người ta mở một lần và lần sau không dùng được. Hai là khóa dùng nó quãng thời gian, chúng ta có thể tùy chỉnh như các bạn chọn thời gian chia sẻ một cái mã QR code thôi, và lập tức người ta có thể truy cập vào trong một quản lý có thể xem được là có thể khóa hay là mở để các bạn thì kích hoạt cho người ta toàn quyền sử dụng. Về thời lượng pin ấy, thì pin của nó chỉ 120 mAh, quá bé luôn. Nhưng chế độ tiết kiệm pin thì mình sử dụng tính năng cơ bản là mở khóa vân tay, là có khóa chờ đến 3 tháng cho một lần sạc. Ở chế độ tiết kiệm này thì các bạn phải mở lên nó mới hoạt động với điện thoại. Và chế độ thứ hai là trạng thái chờ kết nối Bluetooth thì đang để tối ưu, đạt được mức là sử dụng 1 tháng. Ở chế độ thứ ba đó là chế độ kết nối liên tục 24/7, sử dụng cũng tầm khoảng là 1 tuần rồi nhưng chưa phải sạc lại một chút nào. Và ta cũng phải chờ các bản firmware được tối ưu, có nâng cấp các kiểu ngon lành cành đào. Như thế đây là một sản phẩm thì mình thấy khá cần thiết với những người thường xuyên đi công tác, đi du lịch hay là người não cá vàng như mình. Lần trước mình đã từng quên một cái túi đựng khoảng 10 cái điện thoại ngay ở trên máy bay mà mình để ở ghế ngồi phía trước các bạn. Thế là lúc dậy thì mình quên mất, mình ngủ xong mình dậy quên không lấy. Thế là mình nghĩ rằng những sản phẩm này rất cần thiết. Và bên cạnh đấy nữa thì mình đã nói là các bạn phải lắp cho cả trẻ con ở nhà khi đi học này, hay vợ chồng các thứ luôn. Và sản phẩm này sẽ có 100 suất pre-order duy nhất cho 100 bạn đầu tiên, với cái mức giá là còn là 790.000 đồng cho khóa AM2 và hình 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Sau đó thì giá sẽ quay về đó là 1.199.000. Anh em nghĩ sao hãy comment bên dưới, và các bạn đã dùng cái sản phẩm nào tương tự để cho mình có thể kiếm thêm và mua về so sánh nha các bạn. Hẹn anh em trong các video lần sau.